Hello anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tạo server bay trên PHP 2M. Anh em có thể chơi online. Đây là cái server của mình đang tạo ra và nó rất là mới và rất là nhiều ưu đãi cho anh em cùng chơi. Đây là cái server mang tên là Tuyệt Tình Cốc. Mình đã edit ra cho anh em. Và sắp tới như nếu như các anh em quan tâm thì mình sẽ up lên bộ video hướng dẫn các anh em edit cái server, hoàn thiện cái server. Thì thực ra các cái nguồn thông tin trên mạng cũng không có nhiều, với lại toàn tiếng Anh, các bạn cũng khó để có thể tạo cho mình được một cái server hoàn chỉnh. Cái server này mình đang chạy copy và đảm đạo với mình với những cái cách mà edit server cũng như cách quản lý server làm sao nó lớn nhất. Nếu như anh em có lòng thì mình sẽ up cái video lên, khi mình edit thì mình sẽ quay lại hết. Edit thì mình quay lại cái hành trình với giai đoạn và khi chúng ta đã được lỗi tạo ra server, đây là server của mình hiện tại nó vẫn đang hoạt động bình thường và mình mới mở tối qua trong mình còn có thêm một xíu mình và đạt được một cốc một tí mình làm để tham gia tham gia cái server với các bạn ai có ý nào họ muốn đi server nhận